Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 13. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cách chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 thùng lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại. Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tại sao Đức Kitô lại khen người quản lý bất trung là khôn ngoan? Đọc kỹ đoạn tin mừng, chúng ta nhận thấy tất cả câu chuyện đều quy chiếu về cách thức quản trị của cải tiền bạc. Trước hết, phải nhận ra rằng Đức Kitô không đồng tình với sự gian lận của người quản lý. Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại, nhưng Ngài lại khen sự khôn ngoan khéo léo trong cách biết sử dụng tiền bạc của cải trong đời sống. Lý do anh ta được khen ngợi là biết dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Đây là quan niệm sáng suốt về việc sử dụng của cải tiền bạc, một phương tiện để tạo tình thân thiện, để chia sẻ với anh em đồng loại, giúp họ thoát khỏi cảnh đói khổ, vì chúng đem lại biết bao nhiêu hậu quả về thể xác cũng như tinh thần, chứ không là mục đích của đời người. Tiền bạc tự nó không phải là xấu, nó chỉ xấu khi trở thành mục đích đời sống, trở thành thần tượng, chủ nhân ông, nắm quyền sai khiến con người. Lúc đó con người trở nên tham lam, gian lận, bất công, vô nhân với đồng loại của mình. Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lật cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc để mua đứa cơ bần,
đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Theo quan niệm Kitô giáo, chúng ta không là chủ nhân tiền bạc của cải, nhưng chỉ là người quản lý mà thôi. Với nhiệm vụ quản lý này, chúng ta phải biết hành động khôn ngoan, chia sẻ với những anh em nghèo khổ đói khát, và chia sẻ theo ý chủ nhân là Thiên Chúa, chứ không phải hành động theo tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ của con người. Công đồng Vatican II khẳng định, của cải trần gian phải được phân phối công bình cho mọi người. Từ câu chuyện sử dụng tiền bạc của cải, Đức Kitô dạy chúng ta, việc quản lý của chỉ là vấn đề nhỏ mà chúng ta không biết khôn ngoan, khéo léo để thi hành cho đúng, thì làm sao chúng ta được tin tưởng giao phó thi hành những việc quan trọng, lớn lao hơn trong việc rao giảng nước trời. Mỗi người chúng ta được mời gọi tự vấn lương tâm về việc sử dụng tiền bạc của cải, xem có sống đúng theo tinh thần phúc âm không. Của cải không chỉ là tiền bạc, nhưng còn là tài năng, sức khỏe, thời gian. Chúng ta phải quản lý thế nào để được gọi là người biết sử dụng khôn ngoan những tài năng Thiên Chúa đã ban cho. Đoạn kết bài dự ngôn, Đức Kitô khẳng định rõ ràng, các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Trong cuộc sống, chúng ta thường làm tôi hai chủ, Thiên Chúa ở nhà thờ và thần tiền. Của cải, lợi lộc trong cuộc sống hàng ngày, Đức Kitô đòi hỏi chúng ta một sự lựa chọn dứt khoát, Thiên Chúa làm chủ hay tiền của làm chủ đời sống chúng ta, vì không ai có thể làm tôi hai chủ. Đây là sự lựa chọn cấp bách, lựa chọn tức thời trong cuộc sống hàng ngày. Sự chọn lựa này có quyền định đoạt đời sống vĩnh cửu cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta chọn chủ nào, Thiên Chúa hay tiền của? Thật là một cơ may cho chúng ta. Đầy tớ lại có quyền chọn chủ, một chuyện lạ lùng hiếm thấy. Chuyện xảy ra trong một văn phòng tuyển nhân viên. Ứng viên thứ nhất bước vào. Xin anh biết cho đây là một cuộc trách nhiệm đơn giản để chúng tôi có thể biết được khả năng của anh trước khi giao phó cho anh công việc mà anh mong muốn. Vâng, tôi hiểu. Vậy 2 cộng với 2 là mấy? Thưa là 4. Ứng viên thứ hai. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng. Tốt, 2 cộng với 2 là mấy? Ông chủ muốn bao nhiêu thì nói như vậy. Tốt, anh nhận, anh được nhận vào làm việc. Thói tục của con người đời là vậy. Người thứ hai có thể được xem là khôn ngoan, ngay cả khi phải bẻ cong chân lý để tiến thân. Cũng giống như người quản lý, thay vì dùng tài năng và tiền của để phục vụ chủ, thì anh đã phục vụ tiền bạc, hay đúng hơn là phục vụ chính mình. Chúa muốn chúng ta nhìn lại mục đích của đời mình. Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người, làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi cho cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phò thác, nơi tay người trong tay của người.
cho khó khăn hiểm nguy lao lung. Tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặt sóng gió, vì có bên cạnh tôi luôn luôn người uy an. Giờ tôi cô đơn mây mù u ám, tôi vững tâm cậy trong thiên nhang. Dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn. Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Nhiều những lúc tôi đau thương mỏi mòn chua xót, bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười. Tôi hiến dâng đời cho tha nhân, được trả công bằng bao oan khiên tôi nhục bồi ba. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người uy an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trong thiên nhang, dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn. Nhân thế tôi luôn luôn sống đời nhân chương, đem tình mừng giao cho mọi người. Bao khó khăn hàm oan tai ương, vây bám quanh và gây đau thương, dập vùi không nương. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người uy an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trong thiên nhang, dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn. Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, cho cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Là tôi tớ, tôi luôn đem đến niềm an ủi cho ai buồn đau trong lệ sầu. Nhưng chính tôi từng đêm miên man, trong vũng đêm sầu đau thênh thang như chẳng lối thoát. Vì có bên cạnh tôi.